Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube của Tạp chí Anh nhìn Việt Nam. Và trong bản tin ngày hôm nay, ngày 2 tháng 7, như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tin tức mới nhất nhé. Các bạn mến, vào rạng sáng ngày hôm nay ngày 2 tháng 7 thì Samsung đã bất ngờ gửi thư mời tới sự kiện Unpacked tiếp theo của hãng trong năm nay. Theo đó thì sự kiện được dành riêng cho Galaxy Note 10 được tổ chức vào ngày 7 tháng 8 tới tại Mỹ, và các trang tin quốc tế cho rằng Galaxy Note 10 sẽ được ra mắt tại trung tâm Barclays Brooklyn, nơi diễn ra Galaxy Note 9 năm ngoái. Và thiệp mời năm nay của Galaxy Note 10 được Samsung thiết kế khá đơn giản. Nó làm nổi bật chiếc bút S Pen nằm trên nền trắng đang vẽ một camera nhỏ. Chưa rõ điều này có thể hiện cho việc là Galaxy Note 10 có màn hình đục lỗ để đặt camera, hay như theo lời tin đồn là bút S Pen của Galaxy Note 10 sẽ được tích hợp thêm camera. Theo giới thạo tin thì rất có thể đây sẽ là một trong số những sự kiện ra mắt Galaxy Note lớn nhất từ trước đến nay. Khác với các mẫu Note trước thì Galaxy Note 10 sẽ đặt camera theo chiều dọc ở góc trên bên trái của mặt lưng, và số lượng camera sau có thể tăng lên là 4 camera. Và các thông số khác của Galaxy Note 10 bao gồm con chip Snapdragon 855 hoặc là Exynos 9820, tối đa là 12GB và 512GB. Theo đồn đoán gần đây nhất thì Note 10 sẽ có thể được trang bị pin tới 4500mAh và hỗ trợ sạc nhanh tới 45W. Mặc dù vậy thì một vài tin đồn nói rằng sẽ có bước lùi đối với Galaxy Note 10 mới nhất, khi chúng đều không có jack cắm tai nghe 3.5mm và chỉ có phiên bản Galaxy Note 10 Plus mới có khe cắm thẻ nhớ microSD. Các bạn mến, vào đúng 8 giờ tối hôm qua thì Sơn Tùng đã ra mắt MV mới của mình. Một MV vô cùng đẹp, vô cùng sang chảnh với rất nhiều những nữ diễn viên rất là nổi tiếng đến từ Hollywood và đặc biệt là Snoop Dogg nữa. Thế nhưng nếu như các bạn để ý trong MV này thì Sơn Tùng lại chỉ dùng chiếc Oppo F9. Và lý do tại sao? Như vậy là sau gần một ngày kể từ lúc mà Sơn Tùng ra mắt MV Hãy Trao Cho Anh thì sản phẩm âm nhạc mới nhất của nam ca sĩ đã chứng tỏ được mình là một siêu hiện tượng của làng nhạc Việt, thậm chí là cả khu vực thế giới, khi liên tiếp gặt hái những con số ấn tượng. Nội dung bài hát nói về một anh chàng Ricky rất là sành điệu, đang tìm kiếm cho mình một real love, tức là một tình yêu đích thực. Sơn Tùng MTP vào vai một người đàn ông giàu có, sống trong một ngôi biệt thự xa hoa và có đầy đủ mọi thứ. Mọi cảnh quay là được thực hiện ở vườn quốc gia Social Tree, California tại Mỹ, và ngập tràn những cảnh sa mạc khô cằn với bầu trời rất là huyền ảo về ban đêm. Nói chung thì bao trùm cả video là một sự sang chảnh và xa hoa. Tuy nhiên thì có một chi tiết, đó là sự xuất hiện hình ảnh của chiếc Oppo F9 vốn đã có mặt trên thị trường từ năm 2018. Điều người dùng thắc mắc ở đây là chẳng lẽ Sơn Tùng lại hoài cổ đến mức không đổi điện thoại khi mà đã có Oppo F11 tốt hơn nhiều, mà cứ thế mang F9 đi Mỹ để quay MV hay sao? Lý do rất đơn giản thôi, bởi vì MV này đã được Sơn Tùng thực hiện vào năm ngoái. Tức là khoảng thời gian đó thì F9 đang là cơn sốt với xô đổ nhiều kỷ lục bán hàng. Tuy nhiên thì việc chỉ chiếm khoảng một giây rất là nhỏ trong MV và cũng không dính nhiều hậu cảnh. Thế nên nếu thích thì vẫn có thể biến chiếc F9 thành chiếc F11 trong một nốt nhạc rất là dễ, đúng không? Các bạn mến, mới đây tại sự kiện MWC 2019 diễn ra tại Thượng Hải thì Samsung đã lần đầu tiên trình diễn bộ sạc mới USB Power Delivery 45W mới đầu tiên của họ. Dường như giải pháp sạc nhanh mạnh mẽ này sẽ được trang bị cho Galaxy Note 10 sắp tới và có thể sẽ là cả Galaxy A90 nữa. Samsung trước đây đã từng phát hành hai chiếc điều khiển nguồn USB Type-C là SE8A và MM101, hỗ trợ nguồn sạc là 100W, phù hợp với thông số kỹ thuật USB Power Delivery 3.0 mới nhất của USFIF. Cũng có báo cáo cho rằng là dòng Samsung Galaxy Note 10 sẽ được trang bị chip TA800 hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 25W. Tuy nhiên thì việc trình diễn bộ sạc nhanh USB Power Delivery 45W mới đây thì cho chúng ta hy vọng về một bộ sạc nhanh 45W cho Galaxy Note 10. Bởi sắp tới so với các hãng smartphone khác thì Samsung đang bị thụt lùi về công nghệ sạc nhanh với nguồn ra cao nhất chỉ là 15W, 9V 1.67A. Trong khi đối thủ đã đạt tới là 40-50W. Và từ thiết kế tham chiếu thì bộ sạc nhanh USB Power Delivery 45W được trang bị bộ tích hợp nguồn PRA của Mỹ và chip riêng của Samsung hỗ trợ giao thức USB Power Delivery. Và theo thông tin từ các phương tiện truyền thông thì phiên bản vừa được trình diễn của Samsung sẽ có số hiệu là E8A. Ok, vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm qua những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube của Tạp chí Anh nhìn Việt Nam, và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay kiểu đóng góp nào thì hãy để lại thật nhiều phía dưới phần bình luận của video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye!